Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Bên cạnh việc chạy đua với thời gian, hoàn thành công việc cuối năm để có cái Tết ấm no, thì thời tiết Tết cũng là điều rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là khán giả ở khu vực phía Bắc. Bởi thời tiết Tết mỗi năm lại một khác, có năm nóng, có năm lại rét, không ổn định như khu vực phía Nam. Vẫn còn khá xa để có thể đưa ra những dự báo chi tiết, nhưng các chuyên gia khí tượng cũng đã có nhận định về xu hướng thời tiết của Tết Nguyên Đán năm nay. Trong 60 năm qua, miền Bắc đã trải qua năm Tết Con Rồng trong thời tiết giá rét. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất Tết Giáp Thìn năm 1964 là 11,4 độ, Tết Bính Thìn năm 1976 là 11,2 độ, Tết Mậu Thìn năm 1988 là 7,1 độ. Đây là mức nhiệt thấp nhất vào tháng 2 kể từ năm 1977 tính tới thời điểm hiện tại. Tết Canh Thìn năm 2000 là 11,5 độ, Tết Nhâm Thìn năm 2012 gần đây nhất là 9 độ. Theo ghi nhận, những năm Thìn trong lịch sử thời tiết đều rét. Tết Giáp Thìn năm 1964, nhiệt độ thấp nhất chỉ cao hơn 0,2 độ C so với Tết của 12 năm trước đó, ghi nhận mức 11,4 độ C. Với những người từng sống, chiến đấu và chứng kiến thời khắc hòa bình, khó mà quên được không khí Tết độc lập đầu tiên năm 1976 trong cái rét đặc trưng của miền Bắc, khiến cho không khí Tết độc lập trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết. Vào đêm mùng 2 Tết năm Mậu Thìn 1988, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội chỉ hơn 7 độ C, trời rét buốt. Đây cũng là mức nhiệt thấp nhất vào tháng 2 kể từ năm 1977 tới thời điểm đó. Tết Canh Thìn năm 2000 cũng là những ngày lạnh giá. Dù 30 Tết nhưng cửa hàng bán quần áo rét vẫn tấp nập người mua. Trẻ thơ tung tăng theo bố mẹ đi xem quất ngắm đào với niềm vui hiện trong ánh mắt nụ cười. Hà Nội đêm 29 Tết Nhâm Thìn 2012. Đúng 0 giờ, thời khắc đất trời chuyển giao, với nhiệt độ ngoài trời chỉ 10 độ C, kèm mưa phùn và cái lạnh se sắt, cũng không ngăn được dòng người đổ về bờ hồ để ngắm pháo hoa. Thời tiết Tết Năm Rồng ở Việt Nam không chỉ là nguồn đề tài thú vị, mà còn là nguồn cảm xúc và ký ức đặc biệt của mỗi người. Những khoảnh khắc biến động của thời tiết Nam Thìn cũng làm phong phú thêm bức tranh văn hóa Tết truyền thống của người Việt Nam. Không chỉ qua hình ảnh tư liệu, mà số liệu thống kê khí tượng cũng cho thấy Tết Con Rồng những năm gần đây và kể cả những năm Thìn trước đó đều rét. Không chỉ rét sâu, mà thời gian rét trong các Tết năm Thìn còn có một đặc điểm chung nữa, đó là kéo dài. Gần như năm Thìn nào cũng rét suốt từ 29 Tết đến mùng 5 Tết. Thậm chí năm 1988 và năm 2012 còn xuất hiện rét đậm, rét hại liên tục. Các nhà khoa học không đánh giá đây là quy luật khí hậu, nhưng sự trùng hợp một cách kỳ lạ trong 60 năm qua cũng khiến nhiều người dự đoán là Tết năm nay cũng sẽ không tránh được thời tiết giá rét. Giáo sư tiến sĩ Phan Văn Tân, khoa khí tượng Thủy Văn và Hải Dương Học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, trong giai đoạn Tết, thời tiết miền Bắc không quá rét, nhưng cũng không ấm nóng như một số năm bất thường gần đây. Nhiệt độ dao động quanh mức 20-22 độ. Đêm và sáng có thể có mưa nhỏ, mưa phùn, còn ban ngày ít có khả năng xảy ra mưa. Theo các chuyên gia dự báo khí hậu của công ty cổ phần giải pháp thời tiết Waterflood, từ 26 đến mùng 3 Tết, miền Bắc chuyển rét vào sáng sớm và đêm. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng phổ biến từ 17 đến 20 độ. Các tỉnh vùng núi từ 14 đến 17 độ, vùng núi cao dưới 14 độ. Trưa chiều hưởng nắng ấm, đêm và sáng sớm có khoảng 1 đến 3 ngày trời mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông. Tết Nguyên Đán Giáp Thìn cận kề khiến nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao. Cùng với đó, diễn biến thời tiết đông xuân thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan. Hiện nay ở trong nước, số người mắc cúm và các bệnh lây qua đường hô hấp đang gia tăng, nhất là ở trẻ em và người cao tuổi có bệnh lý nền. Trong khi đó, tại nhiều nước trên thế giới, dịch COVID-19, cúm AH5N1, H1N2 cũng làm tăng cao số người mắc và tử vong. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, số người mắc cúm A nhập viện điều trị đang tăng cao, trong đó nhiều trường hợp có bệnh lý nền khiến diễn tiến bệnh phức tạp. Đặc biệt, một số người bệnh chỉ sau ít ngày mắc cúm đã phải thở máy,
vì tình trạng suy hô hấp diễn biến nặng, thậm chí có trường hợp tổn thương phổi tới 60%. Bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, những trường hợp có bệnh lý nền khi nhiễm virus cúm A sẽ khiến tình trạng nặng lên, thậm chí là nguy kịch do suy tim. Ngoài ra, một số trường hợp đồng thời nhiễm cả cúm và COVID-19 dẫn đến viêm phổi nặng. Trong khi đó, Bệnh viện Nhi Trung ương hiện mỗi ngày tiếp nhận thăm khám điều trị cho hơn 100 trẻ mắc cúm A. Trong đó, chỉ riêng tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới trẻ em, có hàng chục trẻ đang được điều trị nội trú. Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC, tuần qua, thành phố ghi nhận 168 trường hợp mắc tay chân miệng và 234 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Tuy số ca mắc có giảm so với 4 tuần trước, nhưng khả năng lây lan vẫn có trong cộng đồng, cần chủ động phòng chống. Liên quan đến biến thể phụ JN1 của virus SARS-CoV-2 vừa được xác định đã xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Lê Hồng Nga cho rằng hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy JN1 gây ra nguy cơ gia tăng đối với sức khỏe cộng đồng so với các biến thể hiện đang lưu hành khác. Nhìn chung, khi mắc COVID-19, các triệu chứng có xu hướng giống nhau giữa các biến thể. Triệu chứng và mức độ nghiêm trọng khi mắc COVID-19 thường phụ thuộc nhiều vào khả năng miễn dịch và tình trạng sức khỏe. Theo đại diện Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, qua giám sát các trường hợp mắc cúm cho thấy, các chủng virus cúm gây bệnh chủ yếu là cúm A, H1N1, A, H3N2 và cúm B. Hiện chưa ghi nhận các chủng virus cúm có độc lực cao lây truyền từ gia cầm sang người như cúm A, H5N1, H5N6. Tuy nhiên, ở trong nước, tại khu vực miền Bắc vẫn đang trong giai đoạn mùa đông xuân, thời tiết gió mùa lạnh, hanh khô, xen kẽ nồm ẩm là nguyên nhân gây các dịch bệnh truyền nhiễm xuất hiện và lây lan, nhất là bệnh lây qua đường hô hấp. Cùng với đó, các dịch bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu và một số bệnh có vaccine dự phòng tiếp tục ghi nhận số ca mắc gia tăng ở nhiều nơi. Trung tâm Dự báo Khí hậu của Mỹ cho rằng hơn 95% nguy cơ hình thái thời tiết El Nino sẽ tiếp diễn vào mùa đông của Bắc Bán Cầu từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn. Theo Trung tâm Dự báo Khí hậu của Mỹ, 71% nguy cơ hiện tượng El Nino sẽ mạnh lên trong giai đoạn nói trên. El Nino cũng sẽ làm tăng nhiệt độ trên toàn cầu, gây ra hạn hán và lũ lụt ở một số khu vực địa lý khác nhau. Giới chuyên gia cảnh báo, hiện tượng El Nino sẽ đe dọa đến nguồn cung gạo toàn cầu, cũng như nguồn cung nhiều mặt hàng khác từ Đông Nam Á, Australia và châu Phi. Petteri Talas, tổng thư ký của Tổ chức Khí tượng Thế giới, đã gọi đợt thời tiết khắc nghiệt không ngừng này là điều bình thường mới. Nhưng một số nhà khoa học đang phản đối định nghĩa đó. Nhà khoa học khí hậu nổi tiếng tại Đại học Pennsylvania, giáo sư Michael E. Mann cho rằng thời tiết mà chúng ta đang thấy là điều bất thường mới. Nói với CNN, ông E. Mann khẳng định, trạng thái bình thường mới truyền tải sai ý tưởng rằng chúng ta vừa đến một trạng thái khí hậu mới và chúng ta chỉ cần thích nghi với nó. Sự phát triển của El Nino góp phần làm gia tăng thêm sự nóng lên toàn cầu do con người gây ra trong thời gian dài và dự kiến sẽ có tác động lớn. Khi cuộc khủng hoảng khí hậu tiếp tục tồi tệ đi, con người sẽ đối mặt ngày càng nhiều, bất ngờ hơn. Peter Stott, nghiên cứu sinh về khí hậu tại Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh, cho biết các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ tiếp tục trở nên khốc liệt hơn và các kiểu thời tiết có thể thay đổi theo những cách mà chúng ta chưa thể dự đoán được. Theo Gavin Smith, nhà khí hậu học và giám đốc Viện Nghiên cứu Vũ trụ Goddard của NASA, El Nino mới bắt đầu trong những tháng gần đây nên chưa tác động lớn đến nhiệt độ cực đoan mà toàn cầu đã trải qua vào mùa hè năm 2023. Smith cho biết, chúng tôi dự đoán năm 2024 sẽ nóng hơn bởi chúng ta sẽ bắt đầu với sự kiện El Nino. Mức nhiệt sẽ đạt đỉnh điểm vào cuối năm nay và mức độ ảnh hưởng sẽ tác động đến số liệu thống kê của năm sau. Các nhà khoa học cũng thảo luận về tác động tàn khốc của biến đổi khí hậu đối với đại dương trên trái đất khi nhiệt độ Bắc Đại Tây Dương tăng vọt. Trong tháng 8 vừa qua, khắp vùng xích đạo Thái Bình Dương có nhiệt độ mặt nước biển cao hơn mức trung bình, đặc biệt ở khu vực trung tâm và phía trung Đông Thái Bình Dương. Carlos Del Calislo, giám đốc phòng thí nghiệm sinh thái đại dương của NASA, nhận định các đại dương đang lên cơn sốt, ảnh hưởng xấu đến mọi thứ khác. Castillo lưu ý rằng nhiệt độ đại dương nóng hơn có thể khiến các cơn bão mạnh hơn
và khiến mực nước biển dâng cao do băng tan. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.